ta sẽ mày lại thay đổi nhiều quá vậy? Tao mạnh khiến cho họ một ngày nào đó mày quỳ dưới chân của tao. Đã có lúc ta quay chính ta là ai trên nơi thế gian, tìm quên trong áng men xuân ái ân xa hơn càng thế đưa ta. Nếu như không phải vì anh, mẹ tôi đâu có nằm liệt giường hơn cả năm nay. Theo gió mây nhìn chung mày là hạng của anh. Mày là hạng của anh. Con tim ta chợt nhận ra. Bước lên. Không hối hận vì đời đã chờ. Tuy là chúng ta không thể quay trở lại với nhau, nhưng nếu như ông muốn nhận lại thằng Hên thì tôi rất sẵn lòng. Bà nói thiệt hả? Bà đồng ý với tôi nhận lại con phải không? Đúng vậy. Bao nhiêu năm qua thằng Hên đã sống rất vất vả, tôi cũng muốn ông bù đắp cho nó. Thì ra ông Hên á là con riêng của bà già với ông này. Hèn gì ổng với mình xa lạ một trời một vực mà. Nhìn ổng sang trọng vậy á, chắc có nhiều tiền lắm. Sao mình không thử tống tiền ổng coi sao? Thôi, tôi đi về đây. Chào bà. Dạ, ông về. Đứng lại. Cô lại, tại sao lại chặn đường tôi hả? Tôi là con của người phụ nữ ông mới vừa nói chuyện xong á. Thì ra cô là con của Hồng. Thôi được rồi, cô muốn gì? Tôi muốn tiền. Tiền hả? Tôi không có sẵn. Ông nói láo. Người giàu có như ông, chẳng lẽ ra đường không đem theo tiền? Cô nhầm rồi. Người càng giàu á, người ta càng không mang tiền mặt theo trong người, vì sẽ trở thành mục tiêu của bọn trộm cướp. Tôi không có tin. Ông đưa bóp đây, tôi kiểm tra đi rồi mới tin. Vậy cô muốn bao nhiêu? 50. Không, 500. 500 ngàn hả? 500 triệu. Không phải là số tiền nhỏ đâu. Cô không sợ tôi tố giác cô về cái tội cô tống tiền tôi hay sao? Tôi không sợ. Nếu như mà ông tố giác tôi á, thì tôi sẽ tố giác ông là ông hại tía tôi. Con bé này đã biết những gì? Tôi hại tía cô hồi nào? Tía tôi đi bán thận nên mới bị vậy. Ông suối tía tôi đi bán thận để hại tía tôi đúng không? Thì ra nó chỉ nói bừa bãi chứ không biết gì hết. Đúng là cha nào con nấy mà, đồ khốn kiếp. Thôi được, tôi bằng lòng đưa tiền cho cô. Nhưng ở đây á, tôi chỉ có 5 triệu thôi.
Cô cầm tạm đi, rồi tôi sẽ đưa thêm. Nhưng có một điều kiện, cô không được nói chuyện này cho ai biết hết, nghe chưa? Tôi biết rồi, ông nói nhiều quá. Chào cô. Lại là anh. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Dĩ nhiên là có chuyện tôi mới tìm cô. Hay là tôi mời cô ra quán cà phê nói chuyện có được không? Không. Tại sao tôi phải đi theo anh? Chuyện này rất quan trọng. Đó là chuyện của anh. Nhưng mà có liên quan với cô và bác sĩ Minh. Anh bị điên rồi. Tôi muốn giúp cho cô và bác sĩ Minh mà. Hai người không thể tự giải thoát cho mình nếu không có sự giúp đỡ của tôi. Nhưng mà anh là ai mới được? Tôi là bạn cô và những người đang bị bọn xấu lợi dụng. Được rồi. Có chuyện gì anh nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Nếu cô nói vậy thì tôi xin phép đi thẳng vấn đề luôn. Cô và bác sĩ Minh đang che giấu một bí mật liên quan đến đường dây mua bán nội tạng, có đúng không? Tôi không hiểu anh đang nói gì hết. Tôi thật lòng khuyên cô, nếu cô và bác sĩ Minh biết gì thì hãy khai với cơ quan điều tra. Chỉ có cách đó mới cứu được cô và bác sĩ Minh thôi. Anh ta là ai? Tại sao lại biết chuyện này? Cô không thể qua mặt được cơ quan điều tra đâu. Sở dĩ họ chưa triệu tập cô là muốn cho cô một cơ hội tự thú. Tôi có tội gì mà phải tự thú chứ? Cô giúp cho nghi phạm chạy trốn thì cô cũng can tội đồng phạm và cản trở cơ quan điều tra. Tôi không có. Tôi không biết gì hết. Tôi có hẹn đi gặp đạo diễn rồi. Tôi xin phép anh nha. Hưng. Quả tiếng mà Võ Đông Sơn đành chia tay vĩnh viễn với Bạch Thu Hà. Ui da, yeah, trời ơi, con quỷ mũi này nè, mất hứng à. Công nhận luôn á, ở nhà một mình buồn quá trời à. Hay là mình gọi điện cho mấy con nhỏ bạn tám cho đỡ buồn. Thôi mà không được, lỡ gọi điện cái nói chuyện hứng thú quá rồi, cái khai chuyện của ông Hên ra cho tụi nó nghe một cái là cái chết luôn á. Công nhận đó nha, chuyện động trời của ông Hên á mà để trong bụng vậy nè, khó chịu gì đâu á. Hay là sáng mai mình đi lên làm bộ thay bà già chăm sóc cho tía, tới khi đó mình sẽ báo cho ông Hên biết chuyện này. Có người cha giàu như vậy chắc không mừng lắm ha. Ổng trở nên vui vẻ, cái ổng thưởng tiền cho mình nữa. Tới lúc đó ổng sẽ chuyển tiền cho mình. Quyết định như vậy đi. Biết không, em phải ngồi xe mấy tiếng đồng hồ mới lên tới đây đó. Lên tìm anh có việc gì không vậy? Có, em lên á để báo cho anh một tin sốt dẻo. Nghe xong á bảo đảm anh hai xuyên cái đùng. Thiệt hả? Thiệt. Bộ ai trúng số hả?
Mới sáng mà sao ồn ào dữ vậy ta? Trúng số hả? Chuyện nhỏ, cái này còn ghê hơn trúng số nữa. Mà anh trúng chứ phải em trúng. Đây chuyện nhỏ thôi, trong nhà có khách. Vậy hả? Ừ. À, tụi có mình anh hai. Sao? Lên thăm tía đúng không? Không ấy nghỉ ngơi một chút đi, rồi anh cho vô bệnh viện thăm tía luôn. Vậy anh còn nghĩ là vô bệnh viện thăm tía nữa hả? Tía đâu phải tía của anh đâu, vô thăm làm gì? Đừng có nói bậy như vậy nghe chưa. Tía nghe được tía buồn bây giờ. Em nói thiệt chứ gì đâu mà buồn. Giọng này không phải Hà Trang, cũng không phải Thùy Hương, không lẽ còn người nào khác? Em á, đây nè, em nói cho anh hai nghe. Cái vụ mà nãy em nói anh hai á là trúng số, mà còn ghê hơn trúng số nữa đó. Vậy nè, có người á nhận lại anh hai rồi. Má đồng ý luôn rồi đó. Cái gì? Ừ. Rồi em có biết tên ông ta là gì không? Biết, sao không biết? Em hỏi là má nói trơn à. Ổng tên là Hùng. Mà em nói cho anh hai nghe nha, hôm bữa ổng xuống nhà mình á, ổng bận đồ đẹp lắm. Ổng sang trọng, thiệt là sang trọng luôn hai. Mà một điều đặc biệt á là ổng đi xe hơi. Ghê không? Ổng đi xe hơi luôn. Không thể nào là ông ta được. Không thể nào. Anh hai. Anh hai. Gì vậy? Sao tự nhiên căng ngang vậy? Em nói thiệt nha, em nhìn ổng là em biết ổng giàu có lắm luôn đó nha. Chẳng lẽ thằng Hên là con của Hùng? Chẳng lẽ đã có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy? Kẻ thù bỗng chốc trở thành cha con ruột, nó phải giải quyết mối thù này ra sao đây? Còn ông Hùng cũng đáng kiếp, con trai lại là kẻ thù đối đầu với ông ta. Đúng là một vở tuồng hay đi mà. Nếu mà anh hai nhận ổng làm cha thì anh sẽ trở thành một thiếu gia, quá trời tiền luôn. Anh hai, lúc đó anh hai nhớ cho em tiền nha. Cảm ơn anh hai nhiều nha. Anh cấm em không được nói chuyện này nữa. Nếu như em còn nói, anh đừng em luôn. Gì vậy? Em nói sự thật chứ bộ, tự nhiên làm gì la ôm sùm vậy? Giờ em nói xong chưa? Xong rồi. Xong thì vô thăm tía. Thôi đi chi, tía nằm có một chỗ à, biết gì đâu. Bà có ở đâu phụ? Nếu vậy thì về quê đi. Cái gì đuổi em hoài vậy? Công nhận nha, vừa mới biết em không phải là em ruột của anh hai, là anh hai trở. Đó, như trở bàn tay vậy nè. Vậy chứ bây giờ em muốn cái gì đây, hả cô nương? Tiền, anh hai cho em tiền đi. Ít ra đi trong đêm mấy tiếng đồng hồ để lên đây báo tin mừng cho anh hai á, thì anh hai phải cho em tiền đi về chứ. Anh sẽ không cho em tiền nữa, kể cả thằng Bảo cũng vậy. Thì ra anh biết sự thật, tôi với thằng Bảo không phải là anh em ruột với anh đó. Là anh bắt nhưng đầu. Nhưng anh chỉ có biết chính xác hay không? Nhưng mà em nên nhớ, anh lúc nào cũng coi em với thằng Bảo như là em ruột của anh vậy. Đã đến lúc anh phải dạy dỗ lên tụi em. Tụi em chỉ nghĩ đến tiền, muốn lấy tiền của người khác mà không tự làm ra tiền. Sống như vậy là sống bắn, sống ký sinh đó, em biết chưa? Thôi đi, anh không cho tiền tôi thì đừng có mày đặt giải đời. Với lại tôi nói cho anh hai biết nha, làng xóm xã dưới á, tất cả mọi người đều biết chuyện xấu của anh hai hết rồi. Còn giờ anh đuổi hả? Đi về. Bà không đuổi tôi cũng đi về. Mày à, mày, mày. Thì ra gia đình của nó cũng chẳng hay ho gì. Cha của nó đã khiến cho mình phải thân bại danh liệt. Nhất định nó sẽ phải trả giá cho tội lỗi mà cha nó đã làm. Vì muốn chắc chắn thì mình phải đi tìm thằng cha nó trước đã. Má. Ủa dạ. Hên, sao con vô đây? Dạ con muốn phụ với má lo cho tía. Không cần đâu, mình má lo cho tía được rồi. Con về lo công việc của con đi. Còn mày có ở đây không má? Có. Ừ, có chuyện gì không? Con kiếm nó hả? Dạ không có gì. Má à. Hả? Ừ, hôm ấy mình ra ghế ngồi một chút đi má. Con có chuyện muốn nói với má. À... Ừ. Đi má. Má đưa con.
Có chuyện gì thì con nói đi. Có phải ông Hùng là người quen cũ của má không? Thì má nói với con rồi. Ông quen với má như thế nào? Nhưng mà sao tự dưng bữa nay con lại hỏi như vậy? Trước đây con luôn tự hỏi, con có cha có mẹ đàng hoàng, mà sao lúc nào thì cũng chửi con là một đứa con quan. Vậy cha của con là ai hả bác? Má xin lỗi con. Má đừng có xin lỗi con. Con chỉ muốn biết cha của con là ai thôi. Con đã gặp ông ấy rồi. Ông Hùng. Ông ấy cũng rất mong gặp lại con. Nhưng con không muốn gặp ông ấy. Sao vậy con? Ông ấy là một người cha tốt. Ông ấy lại rất giàu có. Nếu con nhận lại ông ấy, con sẽ được sung sướng. Con thấy chẳng sung sướng gì cả. Con thấy toàn là đau khổ thôi. Sao vậy con? Má có biết những đồng tiền ông ta kiếm được từ đâu không? Má không biết. Nhưng má nghĩ ba con là người lương thiện mà. Hay là ba con đã làm điều gì đó không tốt hả? Con không biết. Vậy rồi con muốn má nói với ba con sao? Má không cần phải nói lại đâu. Cứ coi như con chưa biết gì. Con muốn như vậy cũng được. Má xin lỗi con vì những lỗi lầm hồi trẻ mà má khiến cho con phải khổ. Má đã đau khổ nhiều rồi, mình không thể để cho má khổ hơn nữa. Hương à. Dạ. Bữa nay con không đi học hay đi làm gì sao? Dạ không. Có thật là con không có chuyện gì không? Sao mẹ lại hỏi con như vậy? Bởi vì từ ngày hôm qua đến giờ mẹ thấy con lạ lắm. Có chuyện gì sao con nói cho mẹ nghe với? Hay giữa con và bác sĩ Minh có chuyện gì? Mẹ đừng có đoán mò nữa được không? Con à, mẹ thấy bác sĩ Minh có gì đó không được thành thật. Cậu ta có thể che mắt được con, nhưng không thể nào che mắt được người tình cảm như mẹ. Tin mẹ đi. Nhưng mà còn yêu anh Minh, cho dù ảnh có như thế nào thì con vẫn yêu ảnh. Tình yêu đã khiến cho con quá mù quáng, khiến cho con sai lầm rồi. Ngày xưa mẹ cũng giống như con vậy, cho nên cuối cùng mẹ đã phải tự nuôi con một mình đó. Nhưng mà con tin anh Minh, ảnh rất tôn trọng con và sẽ không bỏ rơi con đâu. Con khờ quá, nếu nó thật lòng với con thì tại sao hôm đó nó không trao nhẫn đính hôn cho con như mọi người vẫn thường làm? Hay nó nghĩ trước sau gì con cũng thuộc về nó, cho nên không cần phải như vậy. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có nói nữa được không mẹ? Chẳng thà con thương Tú Hên thì mẹ không lo, vì mẹ biết Tú Hên là đứa hiền lành. Đằng này thiệt tình mẹ không thể hiểu nổi con được. Bà dám xúi dục thì Hương bỏ tôi hả? Bà chán sống rồi.
Tôi đã đến bước đường cùng thì không có gì tôi không dám làm. Trước hết phải làm sao để con ngốc đó không khai mình ra. Dạ cô chào cô. Chào chị Hương. Dạ con xin lỗi cô, tại con thấy cửa mở cho nên con đừng đột vô đây luôn. Cậu đây là dạ đây là Phan, em họ của Tú Hên mẹ. Em họ của Tú Hên hả? Dạ. Ngồi xuống đi con. Dạ. Vậy rồi Tú Hên đâu? Không đến đây cùng con sao? Dạ anh Hên lên đoàn phim rồi cô. Anh Hên nhờ con qua nói chút chuyện với chị Hương. Vậy hả? Cứ xưng hô là Hương được rồi, không cần phải chị Hương đâu con. Dạ. Hai đứa cứ nói chuyện nghe. Thôi cô vào trong nghỉ ngơi nghe. Dạ. Trời ơi, sao tự nhiên tới đây vậy? Không sợ mẹ phát hiện hả? Tại anh nhớ em quá. Với lại anh muốn thử coi mẹ em có nhận ra anh không. Mà em có nói chuyện gì cho mẹ em biết không vậy? Không, em không có nói gì hết. Em đừng có nói gì cho mẹ em biết, để anh tìm đủ bằng chứng để tống ông ta vào tù. Đến chừng đó chúng ta sẽ làm đám cưới nhé. Em sao vậy? Những ngày qua em mệt mỏi lắm. Em sợ là mình sẽ không chịu đựng được nữa. Em sẽ đi khai toàn bộ sự thật với công an. Em nghe nói nè, em không có liên quan gì đến chuyện này hết. Chỉ cần em im lặng là được. Nhưng mà anh có biết là từ cái hôm mà xảy ra chuyện tới giờ, không có đêm nào mà em ngủ được hết. Cứ nhắm mắt lại, những cái chuyện đêm đó. Em bình tĩnh đi. Anh đảm bảo với em, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Em sẽ không phải chịu đựng lâu đâu. Nhưng mà anh nè, mình đâu phải thủ phạm đâu. Mình không phải là kẻ giết người. Thì chỉ cần mình đến công an khai báo với họ là xong thôi mà. Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy em. Cho dù bây giờ mình có nói ra thì có ai tin mình? Anh chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Còn nếu như em nói ra quá sớm, e rằng anh sẽ không đủ thời gian để minh oan cho mình. Thì Hương à, em muốn khai báo cũng được, nhưng mà anh muốn xin em một điều. Em đừng có cho ai biết là anh đang cải trang. Tại vì anh cần thời gian để đi tìm chứng cứ. Còn chuyện của tụi mình sau này hãy tính, được không em? Anh về đi. Em đi vô với mẹ, để mẹ đợi. Sẽ không tha cho mẹ con nó. Nhưng cũng may là bà ta không nhận ra mình. Vậy là mình có thể dùng lớp cải trang này tiếp tục kế hoạch của mình. Chào cô. Dạ anh tìm ai ạ? Tôi muốn gặp ông Hùng. Ông Hùng không có ở đây. Vậy hả? Vậy được rồi, tôi sẽ chờ cho tới khi nào ông tới. Ông ấy sẽ không đến đây nữa. Công ty này đã sang lại cho người khác rồi ạ. Tôi nói rồi, tôi sẽ chờ ông ở đây cho tới khi nào ông tới. Nhưng tôi đã nói với anh rồi, ông Hùng không có đến đây nữa. Ông nhất định sẽ tới mà. Nhưng mà... Đó, cô thấy chưa? Tôi nói ông nhất định sẽ tới mà. Có chuyện gì vậy? Thưa chú, có người muốn tìm chú à? Cậu là ai? Tại sao muốn gặp tôi? Chào ông. Tôi là Phan, em họ của anh Hến.
Hôm nay đến đây có chút chuyện muốn nói chuyện với ông. Nào giờ mình đâu nghe thấy ai nhắc tới tên này. Nhưng mà để xem hắn muốn cái gì. Xin lỗi, tôi không quen ai tên Hên. Anh Hên là một người make up rất là nổi tiếng. Người ta gọi ảnh là Tú Hên. Tôi nghĩ có lẽ ông sẽ biết. Tôi không biết ai tên Hên hết. Nhưng cậu cứ vào phòng tôi nói chuyện. Tại sao cậu Hên không đến mà lại kêu cậu đến chứ? Anh Hên không có kêu tôi đến, mà là tôi tự đến. Vậy cậu muốn gì? Tôi đến đây là để báo cho ông biết. Anh Hên đã biết ông là cha của ảnh. Tôi vẫn chưa hiểu cậu muốn nói gì. Chẳng lẽ ông giả vờ không biết anh Hên chính là con ruột của ông? Vậy thì sao nào? Cậu báo cho tôi biết chuyện này để làm gì? Thật sự thì anh Hên không có kêu tôi. Nhưng mà thiệt thấy anh đau buồn quá, tôi chịu không có nổi, nên tôi đã tự ý đến đây để báo cho ông biết. Mình biết với tính cách của Tú Hên, không đời nào nó lại đưa một tên đá cá lần dừa tới gặp mình để nói chuyện như vậy. Nhưng mình cũng cần biết tên này đang muốn cái gì đã. Thật sự nếu mà anh Hên biết ông đắn đo như vậy, chắc là anh buồn lắm. Vì tình cảm cha con rất là thiêng liêng cao quý, không lý do gì biết con ruột của mình mà ông không chịu thừa nhận. Tôi không biết cậu Hên là ai, và tôi cũng chưa bao giờ cần một chuyên gia make up. Nếu cậu không còn gì để nói thì về đi. Thôi được, nếu như ông đã không nhận thì thôi. Tôi sẽ về báo lại cho anh Hên biết là anh đừng bao giờ ảo tưởng nữa. Chào ông. Đúng là một tên vô lại. Nhưng hắn là ai? Có thật là em họ Tú Hên không? Nếu không thì mục đích của hắn là gì? Có một thằng sắp bước ra khỏi cửa công ty, mau theo dõi xem nó từ đâu tới, liên hệ với những ai. Nhớ phải làm cho thật khéo, đừng để cho hắn biết là đang bị theo dõi nghe chưa. Trớ trêu như vậy. Mình là con của ông ấy, và ông ấy là người đã giết thầy của mình. Mình đã thề sẽ trả thù cho thầy đâu. Nhưng người đó là cha mình, thì làm sao mình có thể ra tay với cha mình chứ? Ê, mày đâu mới về vậy? Mày cũng mới đi đâu về hả? Đâu có, tao đâu có đi đâu. Mày nghĩ coi tao giờ dễ dám đi đâu. Sao vậy? Mày đang có chuyện buồn hả? Nếu buồn á thì uống chút gì đó cho bớt buồn đi. Uống gì đó là cái gì? Rượu. Rượu có thể làm cho người ta quên đi nỗi buồn. Không, tao không bao giờ uống rượu. Tao thấy rượu không làm quên đi nỗi buồn, mà đã làm cho mình càng nhớ thêm. Mày đã thử chưa mà biết? Trước đây tí ta là một con sâu rượu. Khi ông ấy uống rượu vào thì ông ấy nhớ lại hết mọi chuyện. Lúc nào ông ấy cũng chửi bới la lối âm sùm. Gia đình tao không bao giờ được yên ổn. Cho nên tao thề rằng không bao giờ uống rượu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhất là uống rượu để giải sầu. Tao càng không bao giờ. Tao khâm phục nghị lực của mày. Nếu mày không uống rượu được, vậy nên uống một chút thuốc an thần cho dễ ngủ. Có cần thiết gì vậy không? Cần thiết chứ sao không. Tao là bác sĩ mà.
Tao biết là cơ thể mình có những giới hạn, nhưng đôi khi mình cần thuốc để trợ giúp, đừng có lạm dụng quá là được. Mày á, chỉ cần một liều thuốc an thần nhẹ để ngủ ngon. Ngày mai sau khi tỉnh giấc, mày sẽ có hướng giải quyết cho tất cả mọi chuyện. Uống nha, tao có sẵn đây nè. Giảm stress, nhưng mà thật ra nó chỉ là an thần nhẹ thôi. Đôi khi tao bị nhức đầu hay là cái gì đó tao cũng hay uống lắm. Mày uống đi. Cậu làm trung gian để tôi tiếp cận tên Lương. Không có được đâu. Tên Lương rất là đa nghi, gặp nó không phải dễ nghe. Bởi vậy tôi mới nhờ cậu. Tôi sẽ giả làm người bán thận, còn cậu làm người môi giới. Cái gì? Thôi được rồi, nhưng anh phải hết sức cẩn thận. Đàn em của ông Trùng đã được đào tạo thành một sát thủ. Tôi nói giết người như chơi đó. Cái đó tôi biết rồi, nhưng không vô hang cọp làm sao bắt được cọp con, đúng không? Hả? Giờ này đi đâu vậy ta? Gọi điện thoại hoài không bắt máy là sao? Trời ơi, đi đâu vậy trời? Làm gì đứng lấp ló nhà người ta vậy? Câu này tôi hỏi cô mới đúng á. Tiệm này là của tôi. Gì? Chị có lộn không? Tiệm này là của anh hai tôi chứ bộ. Ủa, anh hai cô là ai? Anh Tú Hên. Tôi là Mai, em của anh Hên. Em là Mai hả? À. Làm gái của anh Hên. À. Chị là Trang nè. Là bạn gái của anh Hên đó. Em kiếm anh Hên hả? Không có anh Hên ở nhà. À, không có ở nhà. Vậy tí nữa anh về chị kêu anh vô bệnh viện nha. Ê, vô bệnh viện chi vậy? Tía tôi, má tôi, ai cũng ở trọng hết trơn á. Thôi tôi đi nha. Ê, mày chị cũng muốn vô bệnh viện thăm hai bác. Lên xe đi, chị chở em đi luôn. À, vậy đi, đỡ tốn thì sao không? Đi dạ. đi. Nè, nóng nè. Ông ăn miếng cháo cho nóng nè. Thôi mà, ông phải ráng ăn đi. Hết bệnh mới có thể về nhà được chứ. Ăn cũng chết, mà không ăn cũng chết. Để tôi chết đi cho bà đỡ khổ, cho mấy đứa nhỏ nó mừng. Thôi, ông đừng có nói bậy nữa mà. Ăn miếng đi, ông. Má. Dạ, con chào bác. Con chào bác ạ. Chào con. Ai vậy bà?
Con dạ là... đây là bạn gái của anh Tú Hên. Con là bạn gái thằng Hên hả? Dạ. Nè, con ngồi chân đi. Dạ thôi được rồi bác. Con biết là bác trai bị gì. Bác có sao không ạ? Bác trai con bị đau thận, nhưng mà bây giờ cũng đỡ nhiều rồi. Nhưng mà từ sáng tới giờ không hiểu sao bác không liên lạc được với thằng Hên, cho nên bác mới kêu con May về tiệm coi thằng Hên nó làm sao nè. Dạ con về rồi mà không có gặp anh Hên. Đúng đó bác, con không biết anh Hên đi đâu nữa. Con thử liên lạc với ảnh mà cũng không được. Từ lúc tiếng nó vô đây tới giờ bữa nào nó cũng ghé hết á, nhưng mà sao bữa nay thì lại liên lạc với nó không được. Không biết có chuyện gì không nữa. Gì vậy? Gì tự nhiên má nhìn con gì kỳ vậy? Anh Hên đi đâu là không có liên quan tới con à nghe. Nhưng mà từ lúc con lên đây tới giờ có chuyện tùm lum hết trơn đó. Alo, Hà Trang nghe. Alo, tôi đạo diễn đây. Cô có biết cậu Hên đâu không vậy? Đang cần quay gấp mà sáng giờ không thấy cậu đâu hết. Dạ, tôi cũng đang tìm anh ấy nè. Sáng sớm tới tìm tôi cũng không thấy anh ở đâu hết á. Hay là cô tìm cậu giúp giùm tôi đi. Sáng giờ diễn viên ngồi đây mà không có thấy cậu đâu hết trơn à. Thôi được rồi, để tôi chạy vòng vòng mấy quán cà phê để coi anh có ở đó không. Có gì tôi gọi cho chú sao. Vậy cô đi nhanh giùm tôi nha. Rồi tôi biết rồi. Rồi vậy nha chú. Dạ, con có công việc gấp, con phải đi về liền. Con hy vọng là bác trai sẽ mau khỏe lại. Bác cảm ơn con nha. Nếu mà con gặp thằng Hên ở đâu á, nó gọi điện liền cho bác nha, bác sốt ruột quá à. Dạ, con biết rồi. Xin phép hai bác con đi ạ. Má thấy không, má thấy không ha? Dụ con ha, lên được tới đây rồi gặp tía với má hả? Không thèm nói với người ta tiếng nào hết trơn mà bỏ tiền nước à. Má coi được không? Trời ơi tía. Tía khỏe chưa tía? Để con bóp tay cho tía nha. Giờ tía nghe chuyện gì con kể cho tía nghe nha tía. Bà kêu nó ra ngoài đi, khi nào cần gọi nó vô. Chứ nó ở đây á, từ bệnh thận đi chuyển qua bệnh não á. Đi ra ngoài đi con, chết tía kêu con vô. Không ngờ mọi tính toán của mình đều thất bại. Không những không lật tẩy được ông ta, mà còn phát hiện thêm một điều. Còn Ngọc đó, đã không còn yêu mình như trước nữa. Mình không còn nhiều thời gian, làm sao để giải quyết tất cả bọn chúng đây? Bọn chúng đã đẩy mình tới bước đường cùng này, mình không thể buông tha cho bọn chúng được. Vậy mà tôi cứ tưởng... Tưởng tôi là ai? Anh Tú Hên hả? Không. Thôi tôi đi kiếm Tú Hên đây. Ê khoan đã. Gì vậy? Nếu cô muốn biết anh Tú Hên đang ở đâu thì còn xuống đây đi. Từ từ tôi nói cho nghe. Bộ anh biết Tú Hên đang ở đâu hả? Cô uống gì nha? Cho lên sinh tố dâu. Sao biết mình thích uống sinh tố dâu chứ? Sáng giờ anh có thấy anh Hên đâu không? Hồi sáng lúc tôi đi, anh còn ở nhà mà. Bộ cô không có gặp ảnh sao? Gặp thì nói làm gì? Mọi người đang cuống cuồng lên tìm anh ấy kìa. Đó, lại kiếm Tú Hên nữa nè. Con nghe nè. Con thấy cậu Hên chưa? Chưa thấy nữa chú ơi. Con đi tìm tùm lum rồi mà không thấy ảnh ở đâu hết trơn á. Có khi nào ảnh đi tu không? Hổng ấy tôi làm thay cho Tú Hên, chú chịu không? Nếu mà chú chịu á thì 15 phút nữa tôi tới. Vậy hả? Thôi được rồi, cô tới đi. Rồi vậy nha chú. Cô tính đi đâu vậy? Không biết kiếp trước á tôi mắc nợ gì ảnh nữa. Cô tính đi đâu vậy? Còn đi đâu nữa, lên phim trường làm thế cho ảnh nè. Hay là anh lên với tôi đi, chứ mình tôi sao tôi làm được.
Tôi đâu có biết trang điểm gì đâu mà phụ. Vậy sao bữa trước tôi thấy anh trang điểm cho thầy Hương ok lắm mà. Dạ anh không đi mà tôi sao tôi làm được đây. Mà cái lỗi này là lỗi do anh của anh chứ không phải lỗi của tôi đâu. Tự nhiên giờ bắt tôi gánh hết à. Thôi được rồi, đi thì đi. Cô chờ tôi tính tiền đã. Tính tiền chị ơi. Làm lẹ lên đi. Làm gì mà lơ tơ mơ. Suy nghĩ gì vậy? Phó đạo diễn người ta hối kìa. Tập trung giùm tôi cái đi. Diễn viên ông quá trời kìa. Bộ không thấy hả? Trang ơi, xong chưa vậy? Ôi, ông này thông linh lắm á. Mới nhắc ông xuất hiện liền à. Trời ơi, xong chưa Trang? Người ta dàn giáo xong hết trơn rồi. Chờ diễn viên lên quay. Giờ còn chưa ăn xong nữa. Ủa, anh không thấy là tôi đang làm hả? Làm gì mà hối hoài à? Hối đâu hối. Ông Tiểu ông hối kìa. Tân ơi Tân. Ông này ông chết chắc linh dữ lắm. Ông mi chàng á. Xong chưa, xong chưa, xong chưa. Thôi tôi ra ngoài đây. Ủa xong chưa cô Trang? Ủa chú, tôi có hai tay à. Cái gì cũng phải từ từ. Chú hỏi sao ai làm cho kịp. Tôi đâu phải make up chính đâu. Cô hứa với tôi là có hai make up mà. Thì hai người nè. Ủa sao giờ này chưa xong? Diễn viên đông quá rồi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Tôi không cần biết. Trong vòng nửa tiếng dàn diễn viên của tôi phải được make up xong. Còn không tôi bắt đền cậu hơn nữa. Trời trời, tôi có hai tay à. Chứ đâu phải ba đầu sáu tay đâu mà kêu làm lẹ. Hối hoài. Mai nó tôi hối, chủ nhiệm nó hối kìa. Chú Tiểu, mẹ chú Tiểu ơi. Thằng này linh nhất trong đám này. Thiệt luôn á, mệt ghê à. Tôi có hai tay à, chứ đâu phải ba đầu sáu tay đâu mà kêu làm lẹ trời. Tú Hên, anh là Tú Hên. Bác sĩ nói tôi suy tận giai đoạn cuối rồi, không còn chữa trị được nữa. Nên tôi muốn tới gặp anh nào. Gặp tôi để làm gì chứ, tôi đâu còn là bác sĩ thôi nữa đâu. Thôi mà đừng có giấu nữa. Tôi nghe là trong giới đại gia truyền miệng nhau, muốn thay thận gặp anh thì sẽ ok. Chuyện đó chỉ là tin đồn thôi anh ơi. Anh để ý chi mấy cái chuyện này chứ. Thôi mà bạn bè với nhau giấu chi nữa. Chỉ cần anh giúp tôi sẽ chi đẹp cho anh luôn. Thú thật với anh là trước đây tôi có làm mấy vụ này. Nhưng gần đây bị quần dữ quá. Cơ sở của tôi bị đóng cửa rồi. Tôi đang định rửa tay gác kiếm luôn. Gác kiếm là chuyện của anh. Nhưng mà bạn bè anh cố gắng giúp tôi một lần đi. Tôi đang nỉ anh mà. Anh ráng giúp tôi lần này đi. Thú thật với anh, hiện giờ nguồn thận dự trữ cũng đã hết rồi. Nếu muốn gì thì anh cũng phải chờ thôi. Được, anh ráng giúp tôi đi. Tôi với anh là bạn bè lâu năm. Tiền bạc không thành vấn đề. Nhưng mà khổ nổi tôi thuộc nhóm máu RH trừ. Như vậy thì càng khó kiếm hơn nữa. Nhóm máu này không có đến 1% dân số có. Bởi vậy tôi mới nói bao nhiêu tôi cũng chi hết. Anh cố gắng giúp tôi. Anh làm tôi khó nghĩ quá. Thôi được rồi, tôi sẽ ráng giúp anh. Xong vụ này tôi giải nghệ. Nhưng mà tôi nói trước nha, phải chờ đến một thời gian. Nếu kiếm được quả thận phù hợp với anh, tôi sẽ báo cho anh biết. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nhất định tôi sẽ hậu tạ hậu hỷ cho anh. Chào, chào anh. Ra tiền bỏ thì cũng tiếc thiệt, nhưng nhiều cơ sở đã bị lộ, cộng với việc có kẻ mượn danh Tú Hên để tới đây, tức là nơi ở của mình cũng đã không còn an toàn. Mình không thể ở đây lâu nữa. Xong mỗi này mình kiếm thêm vài tỷ rồi ra nước ngoài được hưởng thụ thôi. Nhưng trước hết mình phải cho người đi săn hàng gấp, nếu không thì sẽ không kịp. Còn cái máu hiếm nữa, không biết là có không đây. À, hình như là em nhớ, em có thằng bạn, nó nói là nó có giống máu đó đó. Có thì sao? Anh ta có nghĩ tới chuyện bán thằng hay không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thân càng thế đi ta. Lời hứa lúc trước từ hứa không theo dòng. Cái gì nữa đây? Tôi đã nói là tôi không phải bác sĩ pháp y. Để rồi hoa màu xanh con tim ta chưa nhận ra. Đem đây làm những bộ chuyện tốt cũng có lần sau. Nhưng mà chúng ta phải sao đâu phải. Đừng có chìm sâu trong những lẽ trời. Lúc này khóc không phải bao giờ. Sao dù khi khó khăn cũng không phải mang thêm bao hối.